Hồng xin chào tái ngộ đến tất cả quý vị đang xem show Lửa Hồng. Hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp để làm một món bánh, món ăn ngọt. Nhưng mà thực ra cũng không phải ngọt lắm. Món ăn này mà ngon lắm quý vị. Mình vào bếp làm cái món bánh dày đậu. Xin mời quý vị vào bếp. Cái món bánh dày đậu này nó khác bánh dày như thế nào? Nếu mà chỉ có cái tên gọi là bánh dày thì quý vị tưởng tượng là có hai miếng bánh màu trắng tinh bột nếp hấp hay luộc cho chín lên rồi kẹp chính giữa là miếng chả gọi là bánh dày. Còn bây giờ thêm một chữ nữa là bánh dày đậu thì lại khác nhau hoàn toàn. Tức là cũng là bột nếp làm ra cái bánh, nhưng mà trong cái bánh này nó có cái nhân là đậu xanh. Và đậu xanh là phải có chút mỡ hành và chút muối, chút đường. Sau khi mình làm xong xuôi rồi, mình luộc cái chín nổi lên rồi đó, thì mình phải để cho ráo xong mình lăn qua đậu xanh. Tức là hai phần đậu xanh luôn, cái đậu xanh trong cái nhân và ở ngoài vỏ của bánh cũng được bao bọc bởi những miếng đậu xanh hay là những hạt đậu xanh mà mình giã nát ra đã nấu chín rồi, để nó khỏi dính nhau. Và khi ăn á, thường thường cầm cái miếng dày đậu, bánh dày đậu lên, nó rớt những cái đậu xanh mà mình lăn phía ngoài, mình cái tay mình phải hứng như thế này. Hồi xưa Xuân Hồng Việt Nam thích ăn bánh này lắm. Và cái bánh dày đậu nó không có tròn như là bánh ít trần hay là bánh chè cho nước đâu, mà nó dẹt dẹt. Đó, Xuân Hồng nhớ như in cái hình ảnh và cái vị của cái bánh dày đậu mà ngày xưa còn nhỏ mình ăn. Thường thường đi học rồi mua 500, 1000 gì đó. Rồi, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Bắt tay vào làm bánh dày đậu. Rất là dễ làm, mà Xuân Hồng cũng cho quý vị liều lượng rõ ràng. Rồi, việc trước hết á, thì quý vị phải có nước để mà mình nhồi bột, đúng không? Và bánh dày đậu chúng ta làm từ bột nếp pha chút xíu bột kẹo. Xuân Hồng lấy cái kéo cắt ra một pound bột nếp, tức là một gói bột nếp như thế này nè quý vị, có trọng lượng là một pound. Thì để Xuân Hồng coi bao nhiêu gram. 454 gram. 454 gram, tức là chưa được nửa ký bột nếp nha. Thì ở bên Mỹ mình là dùng cái gói bột nếp là một pound. Cho tất cả vào trong cái máy nhồi bột. Quý vị không có máy cho một cái thau mình nhồi tay cũng được nữa. Rồi, bỏ qua một bên. Bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ lấy một cái muỗng canh. Xuân Hồng đong vào đây là một muỗng canh bột gạo. Đong vơi vơi như thế này thôi. Một muỗng canh bột gạo. Tại sao Xuân Hồng pha bột gạo vào trong cái bột nếp này? Là tại vì Xuân Hồng muốn cái bánh dày đậu của mình, hay là bánh tích trừng, hay là chè trôi nước, ví dụ vậy đi, có chút xíu bột gạo vào cái dẻo của cái bánh mình, nó không có dẻo nhèo mà nó dẻo mà có chút giòn trong đó. Và chưa kể cái chút xíu bột gạo nó giữ được cái shape của cái bánh khi mà mình hoàn tất xong. Xuân Hồng cho vào đây là khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Chúng ta cho 1 cộng thêm 3/4 cup nước nha. Thì đây là 1 cup nè. Xuân Hồng đong cho quý vị xem nè, 1 cup. Rồi cộng cho 3/4. 1 2/4 3/4 cup nước. Đó, 1 cộng cho 3/4 cấp nước lạnh. Xuân Hồng cho vào microwave 1 phút rưỡi. Để làm chi? Để cho cái nước mình nó ấm ấm, nó nóng nóng, mình nhồi với bột nó dẻo ngon hơn là nước lạnh nha. Xuân Hồng cho tất cả lượng nước này vào trong cái máy mà mình đã có bột nếp, bột gạo và muối vào. Sau đó mình đi trộn, mình đảo bột cho nó thành một khối nha. Quý vị cho bột, nước vào trong cái máy mình nhồi. Mình dùng cái flask á quý vị, mình nhồi sơ thôi, cho nó bột nó hòa quyện thành một khối thôi. Còn nếu mà quý vị không có cái máy, chúng ta cho vào cái thau và nhồi bằng tay cũng được đó. Quý vị thấy bột từ từ sẽ nó thành cái khối bột. Rồi quý vị sẽ nhồi lại bằng tay chút xíu để khoảng 5-10 phút thì chúng ta nặn bánh để làm bánh dày đậu cái ngày hôm nay. Quý vị thấy bột mình nó từng khối như thế này, nó dẻo vừa lắm nha, mềm mại lắm. Nhưng mà quý vị phải đem ra nhồi lại bằng tay chút xíu, đừng có ỷ y vô cái máy. Máy giúp mình 2/3 đoạn đường thôi, còn 1/3 đoạn đường thì quý vị nhồi bằng tay cho Xuân Hồng. Bây giờ Xuân Hồng mới nhồi lại bằng tay chút xíu này, ngon chưa? Rất là mềm dẻo, mềm mại. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ để cái bột này vô cái máy qua một bên, cho bột nó nghỉ khoảng 10 đến 15 phút đồng hồ. Thì chúng ta bắt đầu làm cái phần nhân. Trong khi đó thì mình làm phần nhân nha. Rồi cái phần nhân làm như thế nào đây? Phần nhân của bánh dày đậu giống như Xuân Hồng nói là phải có đậu xanh. Thì đây là một gói đậu xanh. Xuân Hồng đã có trọng lượng là 400 gram.
xong Hồng nấu, tức là mình boil thực sạch, cho vào cái nồi và cho nước xăm sắp giống như mình nấu cơm vậy. Quý vị cho lên bếp nấu chút xíu muối. Thì khi mà bắt cái nồi đậu xanh lên, quý vị đừng có đậy nắp, tại vì nó sẽ trào ra. Để đến khi đậu xanh nó sôi lên, quý vị hạ lửa nhỏ xuống, đậu xanh nó cạn cạn, quý vị chúng ta mới bắt đầu đậy nắp vào, hạ lửa thật nhỏ. Thì sau đó đậu xanh chín mềm như thế này đây. Rồi, bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ lấy cái máy Xuân Hồng xay sơ qua, hoặc là quý vị lấy cái chày, quý vị giã khi mà đậu xanh nó còn nóng cũng được. Thôi Xuân Hồng đi lấy máy xay nha, cho nó tiện lợi. Xuân Hồng bỏ tất cả đậu xanh đã chín mềm vào trong cái máy xay, cho nó dập dập ra thôi chứ không phải nhuyễn nữa. Rồi. À, trước khi Xuân Hồng xay cho chút xíu muối vào nữa nha, cho nó đậm đà, chứ không thôi nó lạt lắm. Cái đậu xanh mình nãy mặc dù cho chút muối, mình cho tí ti muối này cho Xuân Hồng. Rồi, xay nè. Đó, quý vị thấy xay xong rồi thỉnh thoảng quý vị đã đều lên để cho cái đậu xanh mình nó nát đều nha. Tại vì mình xay khô như thế này mà hoặc là quý vị giã cũng được, nhưng mà Xuân Hồng thì thấy xay nó tiện hơn. Không cần nát, nhuyễn thôi nha quý vị nha, phải dập dập thôi nó mới ngon. Rồi, được rồi, coi như là đậu xanh mình đã xay đúng cái ý của mình muốn rồi. Đó, quý vị nhìn thấy nè, cái đậu xanh của mình nó nhuyễn nhưng mà nó không có nhuyễn như là bột, mà nó còn có những hạt đậu xanh lợn cợn như thế này. Rồi chúng ta mới cho tất cả vào cái thau trở lại. Quý vị thân mến, một gói đậu xanh nấu chín, nấu giống như nấu cơm vậy. Rồi quý vị mới, một là quý vị lấy chày giã nhuyễn ra, hai là bỏ vào máy xay dập dập như Xuân Hồng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm hai nha. Chia làm hai phần, một nửa là để hồi nữa mình lăn cái bánh và một nửa thì mình làm cái nhân. Rồi bây giờ Xuân Hồng chia làm hai ra nè. Mình đổi chừng thôi quý vị, không có cần thiết phải chính xác đâu. Đó, Xuân Hồng chia làm hai. Cái này để hồi nó Xuân Hồng ăn bánh nha. Còn cái này Xuân Hồng làm cái nhân ở trong nè. Rồi, cái nhân ở trong nó có cái gì đây? Xuân Hồng cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối cho nó mặn mặn ngon ngon. 4 muỗng canh đầy đường cát nha. 4 muỗng canh rồi đó. Tại vì cái bánh này á, nó không có cái gì hết. Tức là ngoài cái vỏ nó cũng không có không có ngọt, đúng không? Cái bột nếp mình mà không nhảy, Xuân Hồng nhồi không cho tí vôi, tí đường là hết. Và cái đậu xanh để lăn cái vỏ ngoài cũng không có ngọt, thì cái nhân của mình phải hơi ngọt chút xíu để nó mới hòa quyện vào với nhau. Và mặn mặn, Xuân Hồng cho chút muối. 4 muỗng canh đầy đường cát, nửa muỗng cà phê muối, nửa gói đậu xanh đã xay, đã chín nấu chín xay nhuyễn, còn nửa gói đậu xanh nấu chín xay nhuyễn bên này để mình lăn bánh. Rồi, thêm một vật liệu không thể nào thiếu, đó là mỡ hành. Đó, chúng ta phải làm mỡ hành nha. Thì ở đây Xuân Hồng có hành lá nè. Xuân Hồng lấy khoảng 4 nhiều quá. 4 cái tép hành như thế này rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ Xuân Hồng mới thái nhuyễn ra cả gốc cả ngọn luôn. Thái thật nhuyễn, sau đó chúng ta mới cho dầu ăn vào, cho vào microwave. Rồi mình mới cho vào trong cái nồi, cái thau đậu xanh này mà có đường rồi, mình trộn đều lên. Và sau đó quý vị cũng cho vào microwave mấy phút đồng hồ, để cho cái đường nó hơi tan tan ra, để cho cái đậu, cái nhân đậu của mình nó mềm mềm, dễ dẻo, mình dễ nhồi, mình dễ nặng, mình nhân hơn. Đó, quý vị coi Xuân Hồng làm nè. 4 tép hành nha, Xuân Hồng thái nhuyễn lên như thế này. Rồi, bây giờ Xuân Hồng lấy cái chén cho hành này vào, rồi chúng ta sẽ cho mỡ, cho dầu ăn vào, mỡ vào microwave 45 second. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa. Đó, lại nhắc lại, tội nghiệp Xuân Hồng quá. Nửa gói đậu xanh nấu chín xay nhuyễn, cho vào đây là 4 muỗng canh đầy đường cát, nửa muỗng cà phê muối. Bên này nửa gói đậu xanh luôn, xay nhuyễn, tức là nấu chín xay nhuyễn, để qua một bên, tí nữa mình lăn bánh. Cái chén này Xuân Hồng có 4 tép hành lá thái nhuyễn, cho vào đây dầu ăn. Xuân Hồng cho khoảng 1 đến 2 muỗng canh dầu ăn. Xuân Hồng cho cái chén hành lá này vào trong microwave 45 second. Sau đó Xuân Hồng đem ra cho tất cả mỡ hành này vào với nhân đậu xanh trộn đều lên. Rồi Xuân Hồng lại cho cái thau đậu xanh này vào trong microwave mấy phút nữa để cho cái chi, để cho cái đường nó hơi tan tan, nó nóng, nó tan tan ra và đậu xanh mình dễ vò thành từng viên nha.
Đó, quý vị nhìn thấy nè, đậu xanh của mình có đường trong này rồi, muối trong này rồi, xay dập dập như thế này. Bây giờ là cái mỡ hành của mình, Xuân Hồng cho tất cả vào. Lạ ghê, bánh thì bánh ngọt mà cái nhân lại có hành lá trong này, nhưng mà lại ngon quý vị. Giống như quý vị làm chè trôi nước đó, mặc dù là món ngọt nhưng mà cái nhân của chè trôi nước phải có chút xíu hành chút tiêu vào. Xuân Hồng trộn sơ sơ lên nè. Bây giờ Xuân Hồng để vào microwave 2 phút đồng hồ thôi, để cho cái nhân này nó ấm ấm lên, đường nó chảy chảy ra. Sau đó Xuân Hồng nhồi lại và vo thành từng viên nhỏ nhỏ để mình làm bánh dày đậu nha. Quý vị thân mến, sau khi quý vị cho mỡ hành vô đậu xanh mà mình đã xay nhuyễn đó, rồi sau đó quý vị cho vào microwave 2 phút đồng hồ, đem ra trộn lên thì nó dễ quẹo như thế này nè quý vị, dễ làm lắm nha. Còn nếu quý vị không cho vào microwave thì nó hơi khô khô, nó rời rời. Mình làm như thế này thì cái nhân của mình nó mềm mại, nó ướt át, nó chưa xì ngon lắm. Rồi, trộn đều lên. Quý vị sẽ thấy là cái nhân đậu xanh của mình có chút hành, đường, muối, nó sẽ ngọt ngọt, mặn mặn, thơm thơm mùi hành. Rồi, bước kế tiếp là quý vị sẽ trộn đều xong rồi, quý vị sẽ vo thành từng viên to nhỏ tùy theo ý thích của quý mình, tùy theo cái bánh của mình. Ví dụ như cái nhân của mình nhỏ như thế này thôi thì mình làm cái bánh nhỏ nhỏ, đúng không? Rồi bỏ qua một bên, thì đây là những cái đậu xanh mà Xuân Hồng làm sẵn rồi nè. Xuân Hồng đã làm sẵn như vậy chứ đứng đi bo viên thì lâu quá. Anh Cao Ly Sâm ảnh chờ lâu quá, anh quay phim chờ lâu quá, anh nóng ruột, cho nên Xuân Hồng phải làm sẵn như thế này. Đó, quý vị thấy những cái viên nhân đậu xanh của mình nó mềm mại, nó ngon như thế này đây. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ bắt bánh cho quý vị xem. Cứ như vậy quý vị nhồi nhân, bo nhân thôi, đúng không? Bo thì dễ mà ai bo được. Đó, xong xuôi rồi ha. Đậu xanh để lắp áo sẵn sàng, nhân đã sẵn sàng rồi. Bột thì cũng mình đã nhồi bên đây rồi. Đó, bây giờ Xuân Hồng mời quý vị qua bên bếp để Xuân Hồng sao? Xuân Hồng có một cái nồi nước sôi sùng sục bên này rồi. Xuân Hồng nặn bánh đến đâu, cho vào luộc đến đó. Và trong cái nước luộc quý vị nhớ cho chút xíu dầu ăn và chút xíu muối vào. Để làm chi? Để cho cái bánh mình nó bóng bẩy giống gì hết trơn á. Luộc xong bánh nó nổi lên, chờ chút xíu nữa để cho bánh nó chín. Quý vị mới vớt bánh ra cái rổ cho nó ráo nước. Sau đó chúng ta lăn qua đậu xanh mà mình đã để nửa gói bên này rồi, với chút muối mặn mặn rồi. Rồi, vậy là xong rồi, xếp ra dĩa là mời mọi người dùng thôi. Đó là món bánh dày đậu mà Xuân Hồng làm tặng quý vị ngày hôm nay. Rất là dễ làm mà nhanh gọn lẹ, đúng không nè? Rồi, mời quý vị qua bếp nha. Chúng ta nặn bánh rồi, luộc bánh rồi, lăn qua bên đậu xanh như thế này, gọi là bánh dày đậu. Quý vị thấy cái nồi nước của Xuân Hồng đang sôi sùng sục rồi. Xuân Hồng cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Rồi, Xuân Hồng cho vào đây là hơn một muỗng cà phê dầu ăn. Rồi, vậy thôi. Nước đang sôi phải không? Bây giờ mà bột bên này quý vị thấy là mình nhồi rồi nè. Mình bóc bóc chút xíu để cho bột nó đều. Nãy giờ nó nở rồi đó. Rồi, lấy chút xíu bột nha. Giống như làm chè cho nước thôi, nhưng mà đừng làm tròn, phải làm dẹp dẹp. Đó, quý vị thấy cho tức bột nữa, tùy theo mình muốn cái phần nếp nhiều hay ít. Lấy một viên nhân cho vào trong đây. Mình bọc cái viên nhân lại. Bọc cho kín nha. Rồi, xong xuôi rồi. Mình mới nắn cho nó kín nhân. Rồi vo tròn, sau đó ứng dẹp dẹp. Tại vì cái bánh dày đậu nó dẹp dẹp chứ phải nó tròn. Khổ vậy đó, phải làm cho đúng cái kiểu mà đúng là cái bánh nào ra cái đó. Rồi, nặn cho nó dẹp dẹp như thế này, xong rồi cho vào cái nước đang sôi luộc. Làm tiếp nha. Đến khi bánh nổi lên trên khỏi mặt nước thì chúng ta tiếp tục luộc nữa khoảng 10 phút nữa cho bánh chín. Đừng có nổi lên là chín liền, không phải đâu. Nổi lên cho chút xíu rồi bánh mới chín. Rồi tiếp tục làm nè quý vị. Lấy viên nhân cho vào trong cái bột nếp ha. Nặn cho nó kín nhân lại. Rồi, xong rồi mình mới vo tròn để cho nó kín nhân cái đã. Sau đó là mình mới làm cho dẹp dẹp. Ứng cho dẹp dẹp chút xíu như thế này. Tại bánh dày đậu là dẹp dẹp chứ phải tròn quay như là chè cho nước. Thấy không? Quý vị đấy làm bánh dày đậu đơn giản không? Rồi sau khi bánh nổi lên, chờ chút xíu cho bánh chín, vớt ra cái mâm, cái này gọi là cái mẹt hả? Người bắt vào cái mẹt, vớt ra cái mẹt cho nó ráo nước hay là cái rổ cũng được quý vị. Rồi sau khi mà ráo nước khoảng 5-10 phút rồi, quý vị lấy bánh nó lăn qua cái đậu xanh mà Xuân Hồng đã để sẵn bên kia xay dập sơ sơ rồi. Vậy thôi, vậy là xong cái bánh dày đậu rồi, dễ làm quý vị ha. Mà ngon cái bộ bánh này cũng lạ. Rồi, tiếp tục nặn nè. Lăn tròn tròn để cho nó bao bọc cái nhân, sau đó ứng cho nó dẹp dẹp chút xíu. Đó, bánh dày đậu nó dẹp dẹp vậy nha. Rồi thả vô luộc. Cứ tiếp tục quý vị làm cho hết bột này. Rồi sau đó mình luộc cho bánh nó nổi lên rồi. Nổi lên nhưng mà đừng có vớt ra liền, nó chưa chín đâu. Nổi lên chờ chút xíu vớt ra.
để ráo lăn vào đầu là xong. Cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị thấy cái bánh dày của mình nó nổi lên rồi nè quý vị, là chín rồi nổi, nhưng mà phải để chút xíu nha, chứ phải nổi lên mình vớt ra liền còn sống đó. Thì quý vị thấy nó nở ra, nhưng mà hồi chút xíu nó nguội nó sẽ tót lại chút xíu, rồi mình mới vớt những cái bánh này ra, cái mẹt bằng tre hay là cái rổ bằng nhựa cũng được, để cho nó ráo vớt nước đi. Mặc dù mình vớt bằng cái lưới này nó cũng rớt rồi, nó ráo rồi đó. Quý vị vớt ra cái mẹt bằng tre cho nó ráo nước. Rồi sau đó sao ạ? Chúng ta sẽ lăn qua bên đậu xanh là xong rồi. Coi như món bánh bánh dày đậu của mình là xong rồi. Cái bánh này mấy cô thích lắm đây. Mấy ông thì Xuân Hồng không biết. Nhiều khi mấy ông không thích ăn vặt như là mấy cô, cho nên là mình không biết như thế nào. Nhưng mà mấy cô rất là thích. Rồi, bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy đậu xanh qua. Bây giờ Xuân Hồng nhẹ nhàng lấy những cái bánh mà đã ráo nước rồi nè, bỏ vào đậu xanh. Rồi mình lăn qua đậu xanh để cho cái bánh mình nó bám một lớp mỏng đậu xanh như thế này, gọi là bánh dày đậu. Trong đậu ngoài đậu cho nên gọi là bánh dày đậu là đúng rồi, đúng không? Rồi bây giờ mình mới đem những cái bánh này ra, mình xếp ra cái dĩa đó, phải có đậu xanh rất rớt ra mới đúng nha quý vị nha, và phải dẹp dẹp như vậy đó. Rồi cứ tiếp tục quý vị lấy những cái bánh mà đã ráo nước thôi nè, cho vào đậu xanh, rồi lăn qua đậu xanh như thế này. Đậu xanh cái chút muối này cũng mặn mặn quý vị, và cái nhân của mình thì nó ngọt ngọt chút xíu tại nó có đường. Rồi đem ra những cái bánh ra cái dĩa, phải có đậu xanh rớt rớt như vậy mới đúng. Cứ như vậy quý vị tiếp tục làm đến hết cái mâm này luôn. Và mỗi cái bánh dày ấy là bao bọc một lớp đậu xanh. Đó quý vị thấy không? Ngộ quý vị ha, cái bánh này coi cái mùi lạ. Đó, ngon quá. Rồi, quý vị làm như vậy xong rồi cái mỗi người cầm một cái ăn thử cho Xuân Hồng coi nó ngon như thế nào nè. Tự tay mình làm bánh dày đậu mà hồi xưa mình ở Việt Nam mình mới dùng đúng không? Hồi xưa ở Việt Nam Xuân Hồng hay mua cái bánh này lắm. Tuyệt vời. Đó, khi mà quý vị lăn qua đậu, quý vị có thể lấy cái tay làm cho dẹp dẹp chút xíu. Tại vì bánh dày đậu là nó phải dẹp chứ phải là nó tròn như là bánh ít trình. Quý vị có thể dùng tay cũng được hay là dùng muỗng thì cũng được hết. Nhưng mà cái này bánh Xuân Hồng làm ra làm xô cho nên nó hơi nó nóng quá, nó hơi mềm. Quý vị có thể để bánh nguội chút xíu mình lăn qua đậu cũng được. Ôi chà, ngon quá. Rồi, xong rồi. Rồi, bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy cái đi qua bên kia quý vị dùng. Xuân Hồng ăn thử một cái nha, rồi nói cho quý vị biết nó ngon như thế nào. Thì đây là cái dĩa bánh dày đậu của Xuân Hồng nè. Quý vị thấy không? Rất là dễ làm và ngon miệng. Đây là loại bánh nè. Xuân Hồng thấy bên Mỹ này ít có người bán, hoặc là có người bán mà Xuân Hồng không biết. Thôi tự tay mình làm cho chắc ăn vậy. Kêu bằng muốn ăn lăn vào bếp đúng không? Và cái món bánh dày đậu này Xuân Hồng tặng tất cả quý vị đã ủng hộ Xuân Hồng trong thời gian qua. Cảm ơn quý vị nhiều. Xuân Hồng ăn thử một cái nha quý vị nha. Nóng quá. Thực ra cái bánh này ăn nguội phải ăn nóng đâu. Nóng thiệt á. Cầm vô tay nó rớt đậu xanh ra mới được đúng bánh dày đậu. Rồi cắn thử một miếng nè. Ngon. Cái nhân thì ngọt ngọt, thơm mùi hành, hơi mặn mặn của muối. Cái vỏ thì bột nếp mềm dẻo, nhưng mà không dẻo nhẹt tại mình pha chút xíu bột gạo vào. Đậu xanh thì bùi, tức là ở trong đậu xanh đã bùi, đã ngọt ngào rồi, ở ngoài đậu xanh lại mặn mặn bùi bùi nữa. Khi mình ăn nó rớt đậu xanh ra bên cái tay này, mình lại lấy đậu xanh bên cái tay này mình ăn luôn. Ngon ghê. Ngon lắm. Đó, quý vị thấy đậu xanh nó rớt bên này mình lại ăn. Đây là cái bánh đậu xanh mà Xuân Hồng thấy hồi xưa mình còn nhỏ ai cũng thích hết trơn á. Bây giờ già còn thích quý vị. Chúc tất cả quý vị thành công nha. Mà chắc chắn thành công rồi. Tại cái bánh này nó dễ làm lắm. Mà Xuân Hồng lại cho quý vị cân lượng rõ ràng trong mỗi món ăn nữa đúng không nè. Cảm ơn quý vị nhiều. Ủng hộ Xuân Hồng, ủng hộ show Lửa Hồng, ủng hộ show làm đẹp với bộ kem dưỡng da Sanoderm và những chai dầu đầu organic rất là tốt. Rồi cảm ơn quý vị khắp nơi luôn. Ghé ủng hộ cho nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng với những món ăn ngon. Nhờ quý vị ủng hộ mà đến ngày hôm nay Xuân Hồng vẫn có cái cơ hội đứng đây làm show Lửa Hồng cho quý vị xem. Chúc tất cả quý vị có một ngày thiệt là an lành, một món ăn thật là ngon miệng cho người thân thương của mình. Và Xuân Hồng xin chào tạm biệt quý vị. Nhà hàng